Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 627. Có ý tưởng. Trò gì đây? Bảo Nhạc thoáng ngây người, nghiêng đầu trừng mắt nhìn đại thụ, hừ một tiếng. Người muốn bảo người ta đến dụ dỗ ta à? Bảo Nhạc ta thân là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, sao có thể, hả? Bảo Nhạc cau mày, đang dùng lời lẽ chính nghĩa quả mắng, đột nhiên chớp mắt, rơi vào trầm tư. Đại thụ thấy Bảo Nhạc phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong lòng thầm than một tiếng. Tự mình thấy đã đánh mất chừng mực. Có chút nóng vội trong chuyện này, đồng thời làm việc không được thấu đáo cho lắm. Hắn biết một việc, nếu mình muốn được an toàn ở nơi này, vậy thì không hỏi gì hết, không nghĩ gì hết, cứ làm theo ý của Vương Bảo Nhạc là được rồi. Lý Vô Trần này suy cho cùng là bạn cũ của ta. Thấy hắn cô đơn nhiều năm, ta không đành lòng. Như vậy đi, người sắp xếp để một số nữ đệ tử tiếp xúc với Lý Vô Trần sư đệ. Ngươi hiểu chứ? Dựa theo cách nói của tự truyện quan lớn, có rất nhiều chuyện không cần phải nói hết. Đây thật sự là thử thách đối với thuộc hạ, đồng thời cũng là sự bảo vệ đối với chính mình. Bảo Nhạc lúc này chính là như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía đại thụ. Đại thụ thân là phó vực chủ giao hỏa, mặc dù không phải người của liên bang, nhưng ở vị trí đó trong nhiều năm, đồng thời dựa vào tâm cơ của bản thân, hắn hiểu rất rõ cái luật này trong hệ thống liên bang. Lúc này nghe vậy thì hắn suy nghĩ một chút. Bảo Nhạc này đa mưu túc trí. Đại thụ trong lòng suy tính, thầm nghĩ mình nên đổi cách nịnh nọt, đồng thời cũng cảm khái Bảo Nhạc này trưởng thành nhanh. Dù là thủ đoạn hay tâm cơ đều khiến cho hắn có cảm giác gặp người cùng thế hệ. Trong khi đại thụ âm thầm suy tư, hơi thở của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập. Ánh mắt bắt đầu sáng lên, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Những lời vừa rồi của đại thụ như thể mặt trời chân lý chói qua tim, khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nghĩ ra một ý tưởng. Nếu như ta cũng có con gái nuôi, còn là đạo lữ của Lý Vô Trần, như vậy sau này Lý Vô Trần nhìn thấy ta sẽ phải cung kính gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Cho dù sau này hắn ta có khôi phục trí nhớ, trở thành đạo tử, trông thấy lão tử thì cũng phải cung kính bái kiến. Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức trở nên hưng phấn, suy nghĩ nếu như chuyện này thành sự thật thì xem như đã hoàn toàn ổn thỏa. Bất kể Lý Vũ Trần này ngày sau có huy hoàng cỡ nào thì mình vẫn sẽ cao hơn hắn một bậc. Đây thật sự là không thể tách đổi. Hơi thở của Bảo Nhạc ngày càng dồn dập hơn, nội tâm biến đổi, sắc mặt liên tục biến hóa. Đại thủ đang trầm ngâm thấy vậy thì thoáng ngây người, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Đột nhiên Bảo Nhạc cười lớn, dùng sức vỗ vai của đại thụ, trong mắt đầy sự tán thưởng. Quế đạo hữu không hổ là người có kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ sắc bén, không tệ, không tệ, ta rất coi trọng người đây. Bảo Nhạc cười ha hả, tay chắp sau lưng, vẻ mặt vui vẻ đi về phía trước, để lại đại thụ đứng đó chớp mắt, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, hắn thầm nghĩ, có khi nào đây là ám thị của Vương Bảo Nhạc? Không để ý tới suy nghĩ lung tung của đại thụ, Bảo Nhạc vừa đi về phía trước, vừa hoàn thiện kế hoạch của mình ở trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Trong sự hưng phấn, hắn suy nghĩ tới người được chọn làm con gái nuôi của mình. Người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là Lý Dị. Không được, cô ả này là đồ ngực to não phẳng. Nếu như nhận cô ả làm con gái nuôi rồi mai mối cho Lý Vô Trần, cho dù mình có làm cha ruột của cô ta cũng vô dụng. Có khi cô ả này sẽ giật dây Lý Vô Trần tiêu diệt mình ấy chứ. Bảo Nhạc thầm lắc đầu, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ tới vị nữ tử như khủng long bạo chúa dáng người cao to. Nhìn có vẻ chất phác, ngay thẳng của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông lúc trước, thầm nghĩ vị này thật ra cũng rất xứng với Lý Vô Trần. Cũng không được. Khiếu thẩm mỹ của tên tiểu tử Lý Vô Trần có vẻ bình thường. Nếu như mình ép buộc làm mối cho bọn họ,
có khi thù này lại còn lớn hơn. Bảo Nhạc lập tức đau đầu, cảm thấy mình thật sự không giỏi xử lý những chuyện minh tranh ám đấu này. Thế là liếc mắt nhìn đại thụ, ánh mắt lập tức lóe lên. Lão tiểu tử này vừa nhìn đã biết tâm địa gian trá, việc này để hắn làm là hoàn hảo nhất. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt của Bảo Nhạc lại nở rộ ra. Hắn dịu dàng cất lời. Này Quế đạo hữu. Đại thủ trên suốt đường đi trầm tư vừa dè dặt, lúc này nhìn thấy nụ cười này của Bảo Nhạc, hắn ta bất giác giật mình, hơi thở thoáng trì trệ, vội vàng chắp tay. Ai chứ Quế đạo hữu, tỷ chức tổn thọ mất, tỷ chức không dám nhận đâu. Trường lão cứ gọi tỷ chức là tiểu Quế là được rồi. Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của đại thủ, cảm thấy tên này rất được, vừa nghe lời lại biết trường mực, thế là cười dịu dàng. Này tiểu Quế tử, bản tòa có chuyện cần ngươi đi làm. Xin trưởng lão sai bảo. Cơ thể của đại thụ chấn động, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cung kính cất lời. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Trong các tu sĩ liên bang của nhóm thứ ba tới đây, có một vị là bạn cũ của ta. Có lẽ người cũng đã nghe nói rồi. Người này chính là đệ tử Lý Vô Trần của thái thượng trưởng lão Đào Viện Phiêu Miểu. Bảo Nhạc nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát đại thủ. Đại thủ không dám có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu. Vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Hiện giờ hắn không muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì nữa. Cũng không muốn suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Bảo Nhạc và Lý Vô Trần. Hắn chỉ một lúc là liền hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vương Bảo Nhạc. Đột nhiên chắp tay thấp giọng trả lời. Tấm lòng chân thành của trưởng lão tỷ chức thấy làm cảm động thay cho Lý Vô Trần. Tỷ chức vừa đến lại không quen Lý Vô Trần, không biết sở thích của hắn, do đó trong quá trình này sẽ phải làm phiền trưởng lão khá nhiều, kính xin trưởng lão cho phép. Nghe xong lời của đại thủ, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra tia sáng rực rỡ. Những lời này không nên chỉ nghe hàm ý ở bên ngoài, mà phải nghe cả ý nghĩa tiềm mẩn ở bên trong. Bên trong đã nói rõ với Vương Bảo Nhạc. Quế đạo hữu hắn đã hiểu ý nghĩa của Vương Bảo Nhạc, hơn nữa sẽ luôn theo dõi, thường xuyên báo cáo việc Lý Vô Trần có động lòng, có sự mập mờ với nữ đệ tử nào đó hay không. Đối với tu sĩ thế hệ của ta, môi trường tu hành yên tĩnh rất quan trọng, không thể liên tục tới quấy rầy sự tu luyện của ta được. Bảo Nhạc thản nhiên cất lời rồi đi thẳng về phía trước. Đại thụ ở phía sau hắn lập tức nói vâng, trong đầu đã tự động phiên dịch lời của Vương Bảo Nhạc thành theo dõi sát sao, không sợ quấy rầy, với lại nhất định phải hoàn thành việc cho ta, nếu không người sẽ không có môi trường tu hành an toàn đâu. Cứ như vậy, sau nửa tháng bay như tên bắn, hai người đã quay về Thương Mang Đảo Cung. Vừa quay về, đại thụ đã lập tức thực hiện ý nghĩa của Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa trên đường đi, hắn đã có được một kế hoạch hoàn hảo. Cộng thêm thân phận mà thái thượng trưởng lão ban cho, đại thụ lại càng xử lý chuyện này thuận lợi hơn. Mặt khác, tu vi của hắn cũng khiến cho hắn trở thành cường giả chỉ đứng sau Vương Bảo Nhạc và Hứa tông chủ trong nhất mạch liên bang. Thương Mang Đạo Cung cũng đã tiến hành điều tra đại thụ rất nhiều, suy cho cùng đại thụ không phải là con người, không có cơ thể máu thịt. Tu sĩ dùng cây tu hành, bản thân cũng đã ẩn chứa rất nhiều điểm kỳ lạ rồi. Đồng thời Bảo Nhạc cũng gác hết tất cả chuyện vặt vãnh lại, bắt đầu tu hành. Hắn vừa làm quen với cánh tay phải đạo tử của Trúc Đoạt Đế Khải, nhiều lần thử kích phát, cảm nhận giới hạn của nó, vừa kiểm tra sức chịu đựng của bản thân của mình. Sau một thời gian dài xác nhận lặp đi lặp lại, Bảo Nhạc có thể khẳng định nếu bản thân dốc hết sức có thể kích phát ra 3 lần sử dụng sức mạnh của thần binh cánh tay này, mà uy lực của mỗi lần đều khiến cho hắn phải kinh hồn bạt vía. Vừa vô cùng hưng phấn, đó chính là sức mạnh kinh khủng một kích có thể giết chết Tôn Hải. Ngoài ra, Bảo Nhạc cũng đã cảm ngộ được sâu sắc hơn tầng lôi thiên chỉ cuối cùng của lôi tiền biến. Đồng thời, việc thần binh cánh tay và đế khải dung hợp cũng đã cho Bảo Nhạc rất nhiều linh cảm. Hắn cũng đã từng thử dung hợp hai cái xác linh tiên đại viên mãn mang về từ ngôi sao của tinh sĩ thú, nhưng lại thất bại. Chẳng lẽ vì cánh tay gãy này là thần binh? Bảo Nhạc suy nghĩ, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đồng thời, việc luyện chế thi khôi, hắn dựa vào thân phận thái thượng trưởng lão,
cũng đã có thu hoạch được một số thông tin trong đạo cung. Chỉ là nếu muốn thật sự thành công, vẫn phải nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều thì mới được. Việc quan trọng nhất của Bảo Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan cảnh đại viên mãn của mình đột phá lên Nguyên Anh. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão, quyền hạn của Bảo Nhạc có thể để hắn xem xét rất nhiều các phương pháp có liên quan đến thăng cấp Nguyên Anh và các loại Nguyên Anh. Ví dụ như, trong ghi chép của đạo cung, Nguyên Anh tổng cộng chia làm hơn 300 loại, mỗi loại đều có sự khác biệt rất nhỏ, quyết định đến sự phát triển trong tương lai. Đối với việc này, Bảo Nhạc cũng đang nghiên cứu từng cái một để tìm kiếm hướng đi, đồng thời hỏi ý chị đẹp. Sau khi đưa ra một số lựa chọn, chị đẹp ra chiều vờ vịt nói với Vương Bảo Nhạc rằng hơn 10 loại Nguyên Anh mà cô cho, chỉ cần Bảo Nhạc thăng cấp thành công, cô sẽ có cách để chất lượng Nguyên Anh của hắn đạt tới trình độ cao. Việc này có lợi ích rất lớn đối với tương lai của Vương Bảo Nhạc về sau. Chương 628. Chu Mị. Lôi Tiên Anh, Ngũ Hành Anh, Thiên Mộng Anh, Cửu Trần Anh. Bảo Nhạc thấy hơi nhức đầu, trong đầu hiện ra hơn 10 loại Nguyên Anh mà chị đẹp nói với hắn. Hơn nữa, sau khi tìm được cách đột phá trong tài liệu của Thương Bang Đạo Cung, hắn thoáng qua cau mày. Thật sự có quá nhiều chủng loại Nguyên Anh, suy cho cùng Nguyên Anh cảnh có thể được coi là một bước ngoặt vĩ đại trong toàn bộ đại cảnh giới của hành tinh. Từ đan lột xác thành anh, giống như hình thành sinh mệnh thứ hai. Sự biến đổi này sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho các tu sĩ. Nhưng nói một cách đơn giản thì chính là hiện thân cho lý tưởng và ý chí của nó. Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi về Nguyên Anh của Hứa Tông Chủ, biết được hắn lựa chọn sát anh để lấy giết chóc làm chủ. Có thể nói, trong đạo cung và liên bang hiện nay, Nguyên Anh mà mỗi người lựa chọn gần như là khác nhau. Cho dù có sự tương đồng thì vẫn có một số khác biệt rất nhỏ. Hơn nữa, không thể nói rõ rốt cuộc cái nào tốt hơn. Chỉ có một tiêu chuẩn để phán đoán tiềm lực Nguyên Anh, đó chính là phẩm chất. Điều này sẽ quyết định mức độ dung hợp của Nguyên Anh và thiên địa pháp tắc, do đó ảnh hưởng đến chiến lực và tương lai. Trừ cái đó ra, trong ghi chép của đạo cung còn nhắc tới một chuyện, đó chính là trong vô số nền văn minh trong tinh không vẫn tồn tại 5 loại Nguyên Anh cực kỳ hiếm thấy. Chúng được gọi là truyền thuyết. Thường mang đạo cung của ngày xưa, giới cơ duyên trùng hợp đã nắm giữ được một loại trong số đó, nhưng đến nay cũng đã thất truyền, không được đạo cung này hay biết đến. Bảo Nhạc cũng đã từng hỏi chị đẹp, nhưng câu trả lời của chị đẹp là bảo hắn đừng có mơ mộng hão huyền, nghĩ đến những chuyện không thể. Đối với chuyện này, Bảo Nhạc đã có sự lý giải riêng về cuộc đối thoại. Là do chị đẹp cũng không rõ lắm về chuyện này, hay chỉ là không dám nói cho mình biết nhỉ? Bảo Nhạc chớp mắt, hắn nhận ra điều này từ lâu. Đó là chỉ cần chị đẹp nói ra một mục tiêu mà hắn không thể nào hoàn thành, dường như hắn sẽ luôn hoàn thành đó một cách thuận lợi. Chị đẹp, rốt cuộc cái gì là Nguyên Anh cấp truyền thuyết không thể hoàn thành được? Nói đến đây, Bảo Nhạc đột nhiên có linh cảm, háo hức hỏi. Chị đẹp dường như cũng đã nghĩ đến điều này. Đối với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, cô tỏ ra không thèm quan tâm. Theo như cô thấy, năm loại Nguyên Anh trong truyền thuyết này về cơ bản chưa từng nghe thấy có được mấy người có thể thành công. Thay vì nói là truyền thuyết, không bằng cứ nói đó là phương pháp thăng cấp tìm đường chết đi. Nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng, hình như trước đó cô đã nói ra ba chữ không thể nào. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, chỉ với ba chữ này có lẽ sẽ không sao. Nếu đến cái này mà cũng được hắn tìm đường chết thành công, sau này mình sẽ gọi hắn là ông nội. Trong lòng của chị đẹp hừ một tiếng, tự an ủi bản thân, đột nhiên muốn cho bản thân một cái tát. Cô thật sự cảm thấy lời này nếu không nói thì không sao, một khi đã nói... Nghĩ tới đây, chị đẹp lập tức thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi, chẳng mấy chốc đã lại thêm một tháng nữa trôi qua. Trong khi Vương Bảo Nhạc tu luyện và nghiên cứu Nguyên Anh, thì đại thụ cũng đang dốc hết sức hoàn thành công việc mà Vương Bảo Nhạc giao cho. Xử lý việc này rất tốt. Về việc này, hắn gần như đã tìm được tất cả các nữ đệ tử có thể tìm, đồng thời tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ma sát ra tia lửa tình yêu cho Lý Vô Trần và các cô. Ngay cả bản thân đại thụ cũng không ngờ mình lại có thiên phú ở phương diện này.
Cũng may thời gian không phụ lòng người, dưới sự chăm sóc và sắp xếp của đại thủ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một manh mối. Thế là sau nhiều lần xác nhận sự quan sát của mình, đại thủ lập tức tới chỗ của Vương Bảo Nhạc để báo cáo nhiệm vụ của mình. Thưa trưởng lão, không phụ lòng của ngài, trong vòng một tháng qua thì chức đã tìm ra một nữ đệ tử mà Lý Vô Trần ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đại thủ lập tức chắp tay cúi đầu, vẻ mặt và thái độ đều cực kỳ cung kính. Vương Bảo Nhạc thấy phấn chấn tinh thần, nhưng lại không để lộ tâm tư, chỉ khẽ gật đầu. Đại thủ thấy vậy thì lập tức lấy từ trong lồng ngực ra một tiếng ngọc giản, rồi đưa cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời thấp giọng nói. Tỷ chức phát hiện, Lý Vô Trần và một vị tu sĩ trần thức đại viên mãn tên là Chu Mị có quan hệ không giống như bình thường. Do đó tỷ chức đã thử điều tra Chu Mị này, phát hiện nữ tử này thuộc nhóm người tới thứ ba, mặc dù tu vi không cao, nhưng là người nổi bật trong đạo viện phiêu miểu mấy năm nay, cho nên lần này được đạo viện phiêu miểu đưa tới đạo cung. Trong ngọc giản này chính là tài liệu của Chu Mị, mời trưởng lão kiểm tra. Đại thụ nói xong liền cúi đầu xuống, không nhiều lời nữa. Cho dù hắn đã trà ra giữa Chu Mị này và Vương Bảo Nhạc có chút liên quan, nhưng Bảo Nhạc không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới. Giữ đứng chức vụ của bản thân, đây là yêu cầu của hắn đối với chính mình. Còn những chuyện và manh mối khác, hắn không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Mà sở dĩ phải điều tra rõ ràng là vì hắn không cho phép mình xuất hiện sai sót khi Vương Bảo Nhạc hỏi. Đây là điều mà hắn đã học được từ thuộc hạ của mình khi làm phó vực chủ ở Sao Hỏa. Mà chuyện cấp trên giao xuống, vừa phải giữ đúng chức vụ của mình, vừa phải suy nghĩ một ra bà. Nhìn thì có vẻ như chỉ là hoàn thành ở mặt ngoài nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, phải làm đến mức ngay cả những việc nhỏ không đáng kể cũng hiểu rất rõ. Đồng thời cũng phải điều tra rõ ràng một số chuyện mà cấp trên không giao, để bất cứ lúc nào xuất hiện câu hỏi, mình cũng có thể giải đáp ngay lập tức. Có thể nói, đại thủ đã dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của Vương Bảo Nhạc rồi. Lúc này sau khi cúi đầu xuống đọc, Bảo Nhạc thoáng ngây người. Hắn thấy hơi quen tai với cái tên Chu Mị này, nhưng trong chốc lát, không nhớ ra được. Thế là hắn cầm lên miếng ngọc giản kiểm tra một cách cẩn thận. Đến từ Sao Hỏa, tốt nghiệp ở Học viện Đạo Lam của Sao Hỏa. Nhìn thấy cái này, Bảo Nhạc trợn to mắt, trong đầu lập tức rõ ràng, tìm ra được nguồn gốc cho cảm giác quen thuộc lúc trước. Đồng thời trong trí nhớ hiện lên hình ảnh của một tiểu cô nương mập mạp. Bảo Nhạc chớp mắt, tiếp tục đọc. Ghi chép trong ngọc giản này rất kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cả gia cảnh của Chu Mị và hướng đi sau khi tốt nghiệp của cô. Cô gái này đã chọn thi vào đạo viện phiêu miểu, hoàn thành khóa đào tạo ở đạo thượng viện của đạo viện phiêu miểu, hơn nữa còn được xếp vào pháp bình các. Mọi thứ khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy mơ hồ, trong đầu hiện lên quãng thời gian nhậm chức ở Học viện Đạo Lam năm đó. Khuôn mặt của từng đệ tử vượt qua trong ký ức của hắn, vẻ mặt của Bảo Nhạc trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng nở nụ cười. Chú ý tới nụ cười của Vương Bảo Nhạc, đại thủ biết Bảo Nhạc đã nhớ ra Chu Mị từng là đệ tử của hắn, thế là thấp giọng lên tiếng. Trưởng lão, theo quan sát của ta, hình như Chu Mị giữa người này và Lý Vô Trần có một mối quan hệ nhất định với nhau. Về điểm này, tỷ chức cũng đã tìm những người khác trong đạo viện phiêu miểu để thăm dò, đã xác nhận giữa hai người bọn họ quả thật có gì mờ ám. Giờ đây ở trong Thương Mang đạo cung này, tình cảm của bọn họ lại càng sâu đậm hơn. Nói tới đây, đại thụ không lên tiếng nữa, mà cúi đầu đợi sự sai bảo của Vương Bảo Nhạc. Nhưng Bảo Nhạc lại trầm mặc. Nếu như không phải đệ tử của mình, mà là người không liên quan, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Trong tình huống không thẹn với nguyên tắc của mình, dốc hết khả năng thúc đẩy việc này phát triển. Nhưng giờ đây liên quan đến đệ tử Chu Mị của mình, Bảo Nhạc không thể qua loa đại khái như vậy. Hắn cần phải tích thân đi hỏi Chu Mị. Sau khi hiểu rõ tình huống thực tế, mới có thể đưa ra quyết định. Nếu như Chu Mị không muốn, vậy thì Bảo Nhạc sẽ cất đứt suy nghĩ này, lại nghĩ cách khác để kìm hãm Lý Vô Trần. Đồng thời Bảo Nhạc cũng cảm thấy có lẽ mình đã là chuyện bé xé ra to, đợi đến ngày Lý Vô Trần phục hồi trí nhớ, nói không chừng mình đã đến hành tinh cảnh rồi.
Nghĩ tới đây, tâm thái của Bảo Nhạc có chỗ thay đổi, hắn cười cất lời. Tiểu Quế Tử, người đi gọi đệ tử Chu Mị kia của ta tới đây, cũng là trí nhớ của ta không tốt nên lúc trước mới không nhận ra. Chắc hẳn tiểu nha đầu này cũng ngại nên không dám tới gặp ta. Bảo Nhạc nói tới đây đột nhiên ý thức được, nó không chừng Chu Mị thật sự có chút tình cảm với Lý Vô Trần, cho nên mới không tiện chủ động tới bái kiến mình. Dù sao cô cũng biết mâu thuẫn giữa mình và Lý Vô Trần. Học viện Hỏa Linh và Học viện Đạo Lam lúc trước đã trải qua một cuộc cạnh tranh gay gắt, thậm chí bản thân của Chu Mị cũng là một trong những người tham dự. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy hiếu kỳ, hai người này đến với nhau kiểu gì vậy được nhỉ? Chương 629, chỉ hôn. Nghe xong lời sai bảo của Bảo Nhạc, đại thụ cung kính cáo lui. Sau khi tìm được Chu Mị và giải thích tình hình một cách đơn giản cho cô nghe, rõ ràng Chu Mị có chút căng thẳng và lo lắng, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Đại thụ biết mối quan hệ thầy trò giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Mị nên chỉ đứng ở một bên cạnh không hề thúc giục. Mãi một lúc lâu sau, Chu Mị mới hít sâu một hơi, trong ánh mắt ánh lên sự kiên định. Lúc này mới đi theo đại thụ tới đại điện thái thượng trưởng lão của Vương Bảo Nhạc. Khi cô bước vào đại điện thì nhìn thấy Bảo Nhạc đang ngồi ở đó, sự căng thẳng lại dâng lên trong lòng của Chu Mị. Đồng thời cùng với sự kích động và tôn trọng, cô cúi đầu bái kiến với Vương Bảo Nhạc. Đệ tử Chu Mị bái kiến viện trưởng. Bảo Nhạc nhìn Chu Mị, cô bé ở trước mặt rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, đồng thời cũng bởi vì sự nâng cao của tu vi cho nên thân hình cường tráng do lúc trước tu luyện Bảo Nhạc thôn thiên thuật tạo thành, bây giờ đã trở nên thon thả hơn nhiều. Nhưng rõ ràng sức mạnh của cơ thể đã vượt xa những người cùng cảnh giới. Điểm này là do công lao truyền pháp của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Trên thực tế, không chỉ có Chu Mị mà nhóm đệ tử lúc trước, hiện giờ phân tán khắp các bộ ngành của liên bang, đều có sức mạnh cơ thể vượt xa những người cùng lứa. Ngoài ra, danh tiếng của Bảo Nhạc cũng đã khiến cho sự sùng bái của đám đệ tử năm đó đối với hắn chẳng những không giảm đi, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Chu Mị cũng không ngoại lệ, lúc này đang bái kiến hắn trong sự kích động. Hai chức viện trưởng kia đã khơi gợi lên không ít hồi ức của Vương Bảo Nhạc. Trong sự cảm khái, hắn vung tay phải lên, một luồng lực dịu dàng lập tức tỏa ra nâng Chu Mị dậy. Mấy năm không gặp, con đã trưởng thành rồi. Lần này là do ta sơ suất, nếu không phải thấy tên của con, ta cũng không biết là con tới đạo cung. Bảo Nhạc nhìn Chu Mị, vẻ mặt thổn thức, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tuổi tác của mình không lớn, nhưng sau khi nhìn thấy đệ tử của mình, lại có cảm giác năm tháng mờ mờ ảo ảo. Chẳng lẽ mình đã già thật rồi? Bảo Nhạc theo bản năng vỗ cái bụng đã lồi lên không ít của mình. Viện trưởng thân là thái thượng trưởng lão của đạo cung, công việc bộn bề, đệ tử có thể hiểu được là do đệ tử cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi bái kiến viện trưởng. Chu Mị cắn môi thấp giọng nói. Cô có một cảm giác rất đặc biệt với Vương Bảo Nhạc, giống như tình cảm phụ mẫu, nhưng lại không phải. Đó là sư ân truyền công. Có thể nói, nếu như không có Vương Bảo Nhạc, Chu Mị của hôm nay sẽ vẫn nhát gan và nhu nhược như năm đó. Là Bảo Nhạc đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của cô và cả nhà nhóm đệ tử. Cũng chính Bảo Nhạc đã cho bọn họ sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Thậm chí, chính Vương Bảo Nhạc cũng không biết. Bởi vì sự xuất sắc của hắn, đám đệ tử của hắn năm đó đã đoàn kết lại, tự xưng là môn đồ của Bảo Nhạc, tạo thành một thế lực mới trỗi dậy trong các bộ ngành của liên bang. Mặc dù vẫn là đang giai đoạn đầu, nhưng có thể tưởng tượng được theo sự phát triển của bọn họ, sức mạnh này sẽ có tác động rất lớn. Bởi vì các trưởng bối của bọn họ cũng đã ăn sâu, bén rễ ở trong liên bang, Sa Hỏa chính là điển hình lớn nhất về điểm này. Cũng chính vì thế, sau khi tốt nghiệp Đạo Lam, Chu Mị đã lựa chọn Đạo viện Phiêu Miểu. Nhưng sự khó lường của số mệnh đã khiến chính cô khi đó cũng không ngờ tới được trong tương lai sẽ có một ngày bản thân lại có tình cảm với Lý Vô Trần, kẻ đã từng vẫn là đối địch, đã vậy lại còn lớn hơn tuổi nữa. Nhưng điểm này là nguyên nhân khiến cô xấu hổ, không dám đến bái kiến Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc nhìn Chu Mị như có điều suy nghĩ, không lập tức hỏi về Lý Vô Trần,
mà thăm hỏi tình hình gần đây của các đệ tử khác. Cuối cùng đợi đến khi trong lòng của chú Mị đã thả lỏng hơn, không còn căng thẳng nữa, mới dịu dàng cất tiếng hỏi bằng vẻ mặt ôn hòa. Chú Mị, giữa con và Lý Vô Trần là... Bảo Nhạc không nói hết mà nghiêm túc nhìn vào mắt chú Mị. Nghe thấy vấn đề này, chú Mị bị Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú, lại lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt biến đổi, giọng nói trở nên ấp úng. Viện trưởng, con, chuyện này... Ánh mắt thấy chú Mị căng thẳng nói năng ấp úng. Sắc mặt của Bảo Nhạc không khỏi trầm xuống, trong đầu dâng lên một suy nghĩ không hay. Có phải sau khi con đến đạo viện Phiêu Miểu, Lý Vô Trần kia đã giở thủ đoạn đê hèn bỉ ổi gì đó nhằm vào con không? Nhất định là như vậy rồi. Lý Vô Trần này thật là to gan. Bảo Nhạc đập tay vào ghế, khí thế trên người ầm ầm bộc phát, quát lên với đại thủ ở bên cạnh. Quế đạo hữu, đi bắt Lý Vô Trần cho ta. Không phải như vậy. Không đợi đại thụ trả lời, sắc mặt của chú Mị đã lập tức tái nhợt, tiến lên mấy bước gấp giọng cất lời. Thậm chí trong mắt đã có ngấn ngấn nước, vẻ mặt căng thẳng. Sự lo lắng này Bảo Nhạc đã nhìn thấy rõ ràng, sau đó hắn thở dài, vùng tay ra hiệu cho đại thụ đừng đi vội. Lúc này hắn mới xoa nhẹ ấn đường, nhìn về phía chú Mị đang cúi đầu xuống. Sau một hồi lâu, Bảo Nhạc chậm rãi lên tiếng. Chú Mị, con nói cho ta biết, con thật sự thích Lý Vô Trần, có suy nghĩ chắc chắn muốn kết thành đạo lữ với hắn ta chứ? Không được giấu ta, có thì nói là có, không có thì nói là không có. Giọng nói của Bảo Nhạc không còn nghiêm nghị nữa, dường như đã quay trở lại học viện Đạo Lam lúc trước. Mặt của chú Mị thoáng ngừng hồng, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, giọng nói yếu ớt vang lên. Muốn... Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì liền trầm mặc một lúc, lắc đầu nở nụ cười. Chuyện này nếu đã là người tình nguyện, vậy thì cho dù mình không đi theo dõi, có lẽ sau này cũng có khả năng xảy ra biến hóa như vậy. Chỉ là giờ đây sự thúc đẩy của mình sẽ khiến cho chuyện này chắc chắn sẽ thành công hơn mà thôi. Đồng thời Lý Vô Trần thân là đạo tử, nếu như hắn thật sự kết hợp với tu sĩ liên bang, vậy thì chuyện này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sự dung hợp của liên bang và đạo cung. Quan trọng nhất là hai người thật sự tâm đầu ý hợp, nếu như chỉ một bên miễn cưỡng thì sẽ không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Bảo Nhạc lại quan sát chú Nghị một lúc. Sau khi xác định được tâm ý của đối phương, trong lòng hắn đã có quyết định, lập tức lên tiếng. Quế đạo hữu, cảm phiền đi mời Lý Vô Trần đến đây. Một chữ mời này khiến cho chú Mị mặc dù vẫn lo lắng nhưng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu đứng đó, im lặng không lên tiếng, nhưng nhịp tim thì lại thình thịch tăng tốc. Với sự thông minh của mình, cô đã đoán được ý nghĩ của viện trưởng. Bảo Nhạc cũng lần đầu làm Nguyệt Lão, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm thấy mới lạ, cười nói trêu đùa chú Mị mấy câu, sau đó lại nói đến Kim Đà Chí. Bảo Nhạc biết được tên tiểu tử Kim Đa Chí sau khi tốt nghiệp thì không quay lại tập đoàn Tam Nguyệt mà gia nhập quân đội của Mặt Trăng, cũng thấy rất kinh ngạc. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phiếm không lâu, đại thủ với hiệu suất cực cao đã mời được Lý Vô Trần đến điện của Vương Bảo Nhạc. Lý Vô Trần thật ra không muốn tới, nhưng đại thủ chỉ nói một câu chú Mị đã ở đó rồi. Lý Vô Trần liền thở dài đi theo tới đây trong sự trầm mặc. Lúc này vừa bước vào cung điện, hắn liền nhìn thấy Bảo Nhạc đang ngồi ở phía trên cười nói với chú Mị, trong lòng rất phức tạp. Hắn biết Mị Nhi xem như là đệ tử của Bảo Nhạc, đồng thời cũng biết chuyện giữa mình và Mị Nhi sợ là đã không thoát được con mắt của Bảo Nhạc. Một mặt lúng túng, một mặt chỉ do mâu thuẫn trước đây của hai người khiến cho trong lòng của Lý Vô Trần hoảng loạn và bất an, đồng thời cũng rất căng thẳng. Nhưng vừa mới tiến vào, không đợi Lý Vô Trần bái kiến, vẻ mặt của Bảo Nhạc đã lập tức trở nên u ám, hắn thản nhiên cất lời. Lý Vô Trần, chuyện giữa người và Chu Mị đến đây là kết thúc. Ta không muốn sau này người tiếp tục làm phiền đến đệ tử của ta nữa, bằng không ta sẽ giết chết người. Bảo Nhạc vừa nói ra lời này, Chu Mị lập tức biến sắc. Viện trưởng, người... Lý Vô Trần sau một thoáng ngây người, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt.
Cho đến khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của chú Mị và nghe được lời nói của cô, giống như lại có sức mạnh, bất chấp sự lo lắng và căng thẳng, đột nhiên tiến lên mấy bước, trong mắt ánh lên sự kiên định và thù địch. Vương trưởng lão, đây là chuyện giữa ta và Mị Nhi. Cho dù ngài có ơn dạy học đối với cô ấy, nhưng không thể ngăn cản như vậy. Trong một năm, ta cam đoan tu vi của ngươi sẽ thăng cấp lên kết đan đại viên mãn. Thậm chí ta có thể đứng ra đảm bảo cho ngươi, để ngươi bước vào anh pháp các, cho ngươi khả năng thăng cấp thành nguyên nành. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì cho dù ngươi là người của đạo cung, ta cũng có thể khiến ngươi nửa bước khó đi, đột tử ở thần kiếm. Lý Vô Trần, đi con đường nào, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc lạnh như băng, sát khí dày đặc, khiến cho toàn bộ đại điện rơi vào áp lực. Sau đó hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, lập tức một tia sáng pháp thuật lóe lên, phong bế miệng của Chu Mị, khiến Chu Mị không thể nói chuyện, chỉ có thể lo lắng. Sắc mặt của Lý Vô Trần lại càng tái nhợt hơn, nhưng sự tức giận trong mắt cũng sâu đậm hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, không chút do dự gằn từng chữ một. Vương Bảo Nhạc, câu trả lời của ta là ta không đồng ý. Bảo Nhạc trợn mắt, cảm thấy những lời nói lúc trước của mình hơi có máu chó quá rồi. Nhưng mà hết cách, trong phim truyền hình của Liên bang đều làm như vậy cả. Nghĩ ra cũng có chút đạo lý ấy chứ. Lúc này nói xong, quan sát kỹ Lý Vô Trần, trong lòng của Bảo Nhạc đã có nhận định. Thế là đập tay lên ghế đứng lên, giọng nói kèm theo động tác đứng dậy, tỏa ra khí thế không cho phép nghi ngờ. Không đồng ý, cũng được, vậy thì bản tọa sẽ làm chủ cho người. Tổ chức lễ kết tóc cho các người trong đạo cung này. Từ nay về sau, các người chính là đạo lữ sống chết không rời. Lý Vô Trần, người có bằng lòng hay không? Chương 630, lần đầu xuất hiện. Bảo Nhạc vừa nói ra lời này, Lý Vô Trần lập tức đứng hình, mắt trợn to, mù mờ hết nhìn Bảo Nhạc rồi lại nhìn Chu Mị, phát hiện ra cơ thể của Chu Mị vẫn bị trói buộc, không có phản ứng gì. Điều này khiến cho Lý Vô Trần trong chốc lát không phản ứng kịp. Còn Vương Bảo Nhạc thì thấy dáng vẻ này của Lý Vô Trần, vẻ mặt thản nhiên, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên cất lời. Ta đã từng có một đạo hữu tác phong không tốt, thích bội bạc tình nghĩa, kết quả là ngày hôm sau hắn đã chết. Bảo Nhạc vừa nói ra lời này, Lý Vô Trần hít sâu một hơi. Cũng không phải hắn không đồng ý, có thể thấy được điều này từ phản ứng dữ dội lúc trước của hắn. Chỉ là chuyện này quá đột ngột, khiến hắn không kịp thích ứng. Nhưng hiện giờ chuyện đã tới nước này, Lý Vô Trần cũng không do dự nữa. Hắn chắp tay vái Vương Bảo Nhạc. Đệ tử bằng lòng. Nghe thấy Lý Vô Trần tự xưng là đệ tử với mình, trong lòng của Bảo Nhạc vui vẻ. Thế là hắn vùng tay lên, cách không chỉ lên người của Chu Mị. Sau khi khôi phục cử động cho Chu Mị, dịu dàng cất lời. Mị Nhi, còn có bằng lòng hay không? Chu Mị mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ nhưng lại truyền ra rõ ràng. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của viện trưởng. Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, mặc dù thúc đẩy chuyện giữa hai người sẽ có lợi đối với hắn, nhưng mắt thấy mình giúp đệ tử hoàn thành nhân duyên, mức độ vui vẻ càng cao hơn so với lúc trước. Thôi được rồi, các người quay về chờ tin tức của ta. Lễ kết tóc này bàn tòa với tư cách là trưởng bối sẽ lo liệu cho các người. Bảo Nhạc vừa cười vừa vung tay lên, ý bảo hai người có thể đi rồi. Lý Vô Trần lúc này mới phản ứng lại, cảm giác đầu tiên chính là hưng phấn. Nhìn về phía Chu Mị, Chu Mị cũng đỏ mặt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được sự hạnh phúc trong mắt của đối phương. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Lý Vô Trần hít sâu một hơi, lại vái lạy Vương Bảo Nhạc. Lần này là hắn thật lòng khâm phục và cảm kích. Sau khi Chu Mị bái biệt, hai người mới cùng nhau rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Bảo Nhạc rất cảm khái. Tiểu tử Lý Vô Trần này tuy có chút đáng thất vọng, nhưng bản tính cũng không tệ. Hy vọng hắn có thể ở bên cạnh Chu Mị suốt đời, không xa rời, không phụ bạc. Bảo Nhạc nở nụ cười, cũng ra hiệu cho đại thụ có thể đi. Cho đến khi đại điện không có người nào khác, Bảo Nhạc mới lại ngồi xuống, suy nghĩ kỹ càng về chuyện này.
Điều đầu tiên là hắn phải cân nhắc đến chính là thái độ của Phùng Thu Nhiên đối với chuyện này. Phùng Thu Nhiên không có lập trường phá rối, trừ khi là bà ấy nói ra thân phận của Lý Vô Trần. Nói tới đây, Bảo Nhạc đã ý thức được chuyện này đã ngã ngũ, thế là lấy ngọc giản truyền âm ra, bắt đầu sắp xếp, thậm chí còn sử dụng truyền thống trận trưng cầu ý kiến của Lý Hành Văn. Đối với chuyện này, phía liên bang sau khi nhận được ngọc giản truyền âm của Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ coi trọng. Do đó, sau mấy lần thảo luận, Lý Hành Văn đã liên lạc với cha mẹ của Chu Mị. Đồng thời, liên bang cũng kế hoạch bước tiếp theo trong việc dung hợp với đạo cung cho Vương Bảo Nhạc. Trong kế hoạch này, liên bang cho phép đạo cung phái ra 30 vị tu sĩ của đạo cung trong nhóm tu hành nguyên anh đầu tiên đến liên bang giao hữu. Người dẫn đội cũng được quyết định là Lý Vô Trần. Đồng thời, liên bang hy vọng với sự giao hữu của lần này, đạo cung có thể mang theo một hạt giống cây phong tín trồng ở liên bang, làm chứng cho liên minh sâu sắc giữa hai bên. Bảo Nhạc sau khi nhận được ngọc giản truyền âm của liên bang, liền tìm Hứa tông chủ và đại thủ, còn có cả Triệu Nhã Mộng tiếp bàn bạc chuyện này. Triệu Nhã Mộng có chút giờ khóc giờ cười đối với hành động ông tơ của Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Sau khi bốn người tập trung bàn bạc về kế hoạch bước tiếp theo của liên bang, trong lúc từng người nói lên quan điểm, Bảo Nhạc đưa ra một ý tưởng. Liệu có thể nào trong giai đoạn đầu, trước tiên sẽ thành lập một liên minh tên là Đạo Bang? Trong Đạo Bang có hai đại thánh địa, một là trái đất, có thể gọi là thánh địa liên bang, một là cổ kiếm đồng xanh, gọi là thánh địa thương mang. Còn những hành tinh khác vẫn gọi là khu vực như cũ, do Đạo Bang khống chế. Đề nghị này vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một phương hướng sau khi Bảo Nhạc trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Kết hợp với thực tế suy nghĩ mà thôi. Bốn người thảo luận chuyện này một hồi, cuối cùng quyết định gửi đề nghị này về liên bang để đoàn cố vấn xem xét có khả thi hay không. Bởi vì giữa liên bang và đạo cung không thể truyền âm, chỉ có thể dùng truyền thống trận truyền ngọc giản tin tức, cho nên sự kết nối và xác định này phải mất thời gian là 7 ngày. Đề nghị về đạo bang đã thu hút sự chú ý của liên bang. Trên thực tế, liên bang cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng đến nay vẫn còn một số điều kiện chưa thỏa đáng, cho nên tạm thời vẫn đang trong giai đoạn tranh luận. Còn chuyện lễ kết tóc, cuối cùng Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước cũng gõ thức đồng ý chuyện này. Do đó, tin tức về lễ kết tóc của cặp đôi đạo lữ đầu tiên giữa liên bang và đạo cung dần được truyền ra ngoài trong mấy ngày sau đó. Phùng Thu Nhiên sau khi biết được chuyện này cũng thoáng ngạc nhiên, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng lựa chọn ngầm chấp nhận. Mà sự ngầm chấp nhận của bà đã khiến cho chuyện này không còn vấp phải lực cản nữa khi truyền ra ngoài. Nhất là Hứa tông chủ cũng biết sau khi chuyện này là lực đẩy cho sự dung hợp giữa liên bang và đạo cung. Với lại Chu Mị là đệ tử của Vương Bảo Nhạc, cho nên cũng tham dự vào, bắt đầu xúc tiến. Thế là lại 7 ngày, 8 ngày trôi qua. Lễ kết tóc tổ chức ở đạo cung, cùng với sự tham gia của rất nhiều các tu sĩ đến từ liên bang và tu sĩ đến từ đạo cung, do Phùng Thu Nhiên đứng đầu đã được tiến hành. Ngày hôm nay là ngày trọng đại của Lý Vô Trần và Chu Mị, cũng là một ngày đáng để kỷ niệm liên bang và đạo cung, càng là thời điểm trong lòng của Phùng Thu Nhiên có những cảm xúc kỳ lạ một cách hiếm hoi. Bà biết thân phận của Lý Vô Trần, vì sự an toàn của hắn, bà đã đưa hắn đến liên bang. Lúc này tận mắt thấy đối phương thành thân, cho dù bà cũng nhìn ra ý đồ thúc đẩy của Vương Bảo Nhạc ở trong này, nhưng trong lòng đã thông suốt, cho nên bà mới tới đây cùng với Bảo Nhạc làm người làm chứng cho hai bên. Vô Trần đạo tử, hy vọng ở kiếp này người có thể hạnh phúc hơn kiếp trước. Trong sự náo nhiệt, Phùng Thu Nhiên nhìn Lý Vô Trần nắm tay Chu Mị, mặc áo bào đỏ thẫm, trong sự kích động khó giấu được niềm hạnh phúc trên mặt, nhìn bọn họ đi tới trước mặt mình và Vương Bảo Nhạc, nhìn bọn họ bái kiến mình và Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên không khỏi có chút thất thần. Trong đầu Phùng Thu Nhiên hiện lên trận chiến đã làm thay đổi quỹ đạo đi về phía trước của cổ kiếm. Khi cổ kiếm chạy ra khỏi tinh vực thương mang bị thất thủ, bị tộc vị ương đuổi theo lúc trước. Trận chiến ấy, mặc dù cuối cùng đạo cung giành thắng lợi, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Toàn bộ đạo cung trong thần kiếm trở thành đống đổ nát. Các lão tổ đều bị trọng thương, rơi vào giấc ngủ say. Lý Vô Trần với tư cách là đạo tử đã chiến đấu liên tục,
thẳng tiến không lùi, cho đến khi bị trọng thương sắp chết, không thể không dùng bí pháp truyền thế để chữa thương, mượn sức mạnh của sinh mạng mới để bản thân hồi phục lại cơ hội sống sót từ cốt lõi. Tất cả những hồi ức này như chồng lên sự náo nhiệt của ngày hôm nay, khiến cho sự thất thần của Phùng Thu Nhiên kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên sự bái kiến của Lý Vô Trần và Chu Mị không nhận được sự đáp lại. Một màn này khiến cho Lý Vô Trần thoáng căng thẳng, Chu Mị có chút lo lắng. Mọi người ở xung quanh cũng nhao nhao nhận ra, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Mặc dù chú ý tới vẻ mặt của Phùng Thu Nhiên, nhưng mọi người không biết được suy nghĩ của bà. Duy chỉ có Bảo Nhạc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy được sự ngẩn ngơ của Phùng Thu Nhiên, đoán được sự xúc động của bà, thế là ho cụ một tiếng. Sau khi nhắc nhở Phùng Thu Nhiên, hắn nở nụ cười, giơ hai tay nâng Lý Vô Trần và Chu Mị lên. Chúc hai con hạnh phúc êm ấm. Đồng thời Phùng Thu Nhiên, dưới sự nhắc nhở của Vương Bảo Nhạc, đã khôi phục lại tâm thần, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào cô dâu chú rể ở trước mặt khẽ nói: chúc hai con đầu bạc răng long. Nghe được lời chúc của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, tu sĩ đạo cung ở xung quanh lúc này mới gieo hò, còn đệ tử liên bang cũng cất tiếng chúc phúc. Trong lòng của Lý Vô Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết mình và Phùng Thu Nhiên có quan hệ gì, nhưng hắn nghe nói lúc trước là Phùng Thu Nhiên đã giao mình cho sư tôn Lý Vô Trần. Cho nên đối với Phùng Thu Nhiên, mức độ tôn kính trong lòng của Lý Vô Trần đã hoàn toàn giống như đối với Lý Hành Văn. Lúc này giữa lời chúc phúc của Phùng Thu Nhiên, trong lòng hắn cũng tràn đầy sự kỳ vọng về tương lai tốt đẹp, nắm chặt tay của Chu Mị. Chỉ là mọi người trong đạo cung lúc này không hề hay biết. Cùng lúc lễ kết tóc này được tiến hành, trong đạo cung, Thái Thượng Trưởng Lão Du Nhiên đạo nhân không đến tham gia sự kiện này, đã ngồi xếp bằng trong đại điện của mình, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt ánh lên một ngọn lửa màu lam. Cuối cùng cũng phục hồi được rồi. Lẩm bẩm xong, Du Nhiên đạo nhân đứng lên trong tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn về phía thần kiếm ở phía tít xa. Khi ông ta nhìn sang, ở trong thân kiếm cách nơi này rất xa phát ra tiếng nổ, vang vọng ngập trời, chấn động tám phương. Biển lửa cuồn cuộn, từng khu vực cấm chế sụp đổ, rất nhiều thú hỏa hoang sợ bò chạy. Một chiếc chiến hạm kỳ lạ do ba vòng tròn tạo thành hình tam giác, cùng với cạnh rìa chồng lên nhau, chậm rãi dâng lên trong biển lửa. Chiến hạm này rất lớn, giống như một con quái vật khổng lồ, mênh mông vô biên. Thậm chí đứng ở trên đó, cũng nhìn không thấy bến bờ. Lúc này, theo sự dâng lên của nó, biển lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh, thiêu hủy mọi thứ ở tất cả những nơi mà nó đi qua. Còn về ba hình tròn tạo thành chiến hạm kia, mỗi cái đều có kích thước tương đương với mặt trăng, như thể ba thế giới. Ánh sáng lưu truyền khiến cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Đồng thời trên toàn bộ phía ngoài màu đen của nó có rất nhiều phù văn, thậm chí còn có từng trận uy áp không thể diễn ra được đang không ngừng lan rộng ra theo sự dâng lên của chiến hạm này. Sau khi nổi lên từ trong biển lửa, chiến hạm này lập tức tiến về phía chỗ tiếp giáp ở bên trong thân kiếm và chuôi kiếm. Tất cả cấm chế sau khi va chạm vào nó đều vỡ nát trong tiếng nổ vang, đá núi đều sụp đổ, khiến cho chiến hạm này mang lại một cảm giác bất khả chiến bại. Chương 631, tiếng cầu cứu. Trong ba cái vòng tròn có thể sánh với cả thế giới này, lại có vô số chiến hạm bay ra từ trong biển lửa ở giữa thần kiếm, mang theo xu thế vạn quân, một đường thế như chè tre, nghiền nát tất cả, bay về phía khu vực chuôi kiếm. Đồng thời, ở trên khu vực đảo chính của Thương Mang đảo cung, lễ kết tóc của Chu Mị và Lý Vô Trần cũng đang tiến hành. Nhất là sau khi Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên lập lượt chúc phúc, dù là tu sĩ của Liên Bang hay đảo cung thì phần lớn đều lớn tiếng hoan hô, khiến cho đảo cung càng rộn ràng lên hẳn. Những tu sĩ không tới cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả vang lên ở quang trường này. Tất cả đều tốt đẹp như thế, ngay cả phòng tín thụ cũng lắc lư theo gió, khiến cho toàn bộ Thương Mang đảo cung ngập tràn cảm giác tương hòa. Nhất là hôm nay, tất cả tu sĩ liên bang lẫn đảo cung đều xem như đã dung hợp phần nào sự thành lập của linh võng, bán hàng và các hoạt động khác, khiến cho đệ tử của Thương Mang đạo cung làm quen với tất cả mọi thứ.
đồng thời thái độ dành cho tu sĩ liên bang cũng đã thay đổi nhiều. Đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong đây là vì thân phận của Vương Bảo Nhạc. Trong Thương Mang Đạo Cung và quy tắc kiêm ngập này, thì địa vị là thứ bình thường khó mà bị rung chuyển. Nếu như mọi thứ có thể tiếp tục như vậy, cho liên bang thêm 10 năm nữa, đợi đến khi hai bên thông hôn với mức độ nhất định, sẽ sinh ra đời sau, thì có lẽ thật sự đi đến mức độ không thể phân chia, hoàn thành ước định của Phùng Thu Nhiên và Lý Hành Văn. Khiến cho nền văn minh của liên bang nhận được sự phát triển đầy đủ trong đợt liên minh này, tăng tốc độ phát triển, đi tới đỉnh cao hơn. Điểm này đúng là điểm mong đợi của liên bang, cũng là thứ mà Vương Bảo Nhạc mong nhìn thấy. Lúc này, nhìn Lý Vô Trần và Chu Mị, Bảo Nhạc vô cùng thành tâm chúc phúc. Nụ cười của hắn cũng mang đầy vẻ chờ mong, chỉ có đáy lòng là hắn ít nhiều gì cũng có phần cảm khái. Dù sao thì chính hắn cũng vẫn là một thanh niên, vẫn chưa kết tóc cùng người khác, nên bất giác lại nhìn về phía Triệu Nhã Mộng đang đứng ở giữa đám người. Triệu Nhã Mộng đang mỉm cười, trên mặt cũng mang theo vẻ chúc phúc và ngưỡng mộ. Như nhận ra ánh mắt của Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bảo Nhạc. Ánh mắt của hai người giao nhau, Triệu Nhã Mộng nhoèn môi cười. Chẳng biết tại sao tim của Bảo Nhạc lại đập rộn lên, vỗ bụng theo bản năng. Hành động sát phong cảnh này khiến cho Triệu Nhã Mộng cảm thấy cầm nín. Bảo Nhạc cũng cảm thấy xấu hổ, đang định đi qua nói vài lời với Triệu Nhã Mộng, thì Chu Mị và Lý Vô Trần đã đi tới trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Viện trưởng. Chu Mị đã uống một ít rượu, gương mặt ửng hồng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ rõ vẻ cung kính, như nhìn về phía trưởng bối, xen lẫn vài phần cảm kích. Sau khi cúi đầu với Bảo Nhạc, thì tự mình đưa chén rượu lên. Lý Vô Trần đứng ở bên cạnh, dù cảm giác của hắn dành cho Bảo Nhạc khá phức tạp, nhưng trong lòng cũng khá cảm kích về sự quyết đoán và ủng hộ của Bảo Nhạc dành cho bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, bước lên rót đầy chén rượu. Bảo Nhạc dừng bước, nhìn về đôi tân nhân ở trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Chu Mị, trong đầu nhớ lại hình ảnh cô gái bé nhỏ ở Học viện Đào Lam ngày nào. Sau đó lại nhìn về phía Lý Vô Trần, trong lòng thầm chúc phúc, đồng thời cũng cảm thấy thoải mái, nên cười lớn đón lấy chén rượu rồi trêu ghẹo. Mị Nhi, con có thể gọi ta là sư tôn. Chu Mị ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đầy kích động, trong lòng cô đã xem Vương Bảo Nhạc như sư tôn từ lâu. Thực tế, không chỉ cô, mà nhóm học sinh do Bảo Nhạc tự mình dạy dỗ ở Học viện Đạo Lam khi xưa đều như vậy. Dù là những học sinh sau này không phải do Vương Bảo Nhạc tự mình dẫn dắt, thì trong lòng cũng vô cùng tôn kính Bảo Nhạc. Có thể nói, cả Học viện Đạo Lam, từng học sinh tốt nghiệp sau khi Vương Bảo Nhạc nhậm chức thì đều như vậy. Chu Mị hưng phấn hít sâu một hơi, cúi đầu với Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa. Bái kiến sư tôn. Cái cúi đầu này được tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và liên bang chứng kiến, khiến cho mọi người nhìn Chu Mị với ánh mắt khác xưa. Dù sao nơi này cũng là Thương Mang Đạo Cung, càng truyền thống hơn liên bang. Theo tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung thấy, thì hai chữ sư tôn này đại biểu cho từ nay về sau, địa vị và thân phận của Chu Mị ở Thương Mang Đạo Cung này đã hoàn toàn khác trước. Thậm chí nói đúng hơn, thì từ nay về sau, Chu Mị sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất dưới trướng của Vương Bảo Nhạc trong nhận thức của tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung, ý nghĩa vô cùng lớn. Trong lúc tất cả mọi người đều hâm mộ và chấn động, Bảo Nhạc mỉm cười nhìn về phía Lý Vô Trần. Lý Vô Trần cũng biết ý nghĩa của cái cúi đầu này đối với Chu Mị, dù hắn vẫn còn khá phức tạp với Bảo Nhạc, nhưng chỉ chốc lát tất cả đã tiêu tán. Thay vào đó, Lý Vô Trần chỉ hít sâu một hơi rồi cúi đầu thật sâu với Chu Mị một cái. Bảo Nhạc vẫn mỉm cười, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt xuống, muốn mở miệng nói gì đó thì đúng lúc này lại có dị biến xảy ra. Bầu trời xanh do trận pháp hình thành đột nhiên đổi sắc, một tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên giữa đất trời ở đạo cung. Tiếng nổ này rất lớn, khiến cho thiên địa rung chuyển, trong lòng của Bảo Nhạc run lên, Phùng Thu Nhiên cũng đột nhiên biến sắc, các đệ tử xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc, trong lòng thoáng có một cảm giác chẳng lành lan ra khắp tâm thần. Tiếng động gì? Chuyện gì thế này?
Tiếng xôn xao vừa lên, chưa đợi lan ra thì trời xanh đã đột nhiên xoay vần, chỉ nháy mắt đã vặn vẹo, lại có thêm tiếng nổ dữ dội bộc phát lần nữa. Tiếng sau còn kinh người hơn tiếng trước, làm cho mặt đất rung chuyển, đảo cũng lách động, biển lửa dậy sóng. Bốn phương rung chuyển, đất trời biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Một màn này lập tức khiến cho tất cả thương mang đậu cũng hoảng sợ. Vô số tù sĩ không tham gia tới lễ kết tóc đều nhanh chóng lao ra khỏi động phủ. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn quanh. Diệt Liệt Tử cũng xuất hiện, trên mặt đầy vẻ không dám tin, nhìn thẳng về phía khu vực thần kiếm. Hô hấp của Bảo Nhạc cũng trở nên nhanh hơn. Hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng nên nhìn quanh. Đột nhiên nơi này lại có xuất hiện gió lốc dữ dội. Gió lốc này như ập tới từ khu vực thân kiếm, một đường cuốn lên bền lửa lên cuồn cuộn, một đường bộc phát ầm ầm, cuốn thẳng mọi thứ trong tiếng gió vù vù từ xa ập tới, tạo thành từng vụ nổ khổng lồ, chấn nhiếp tâm thần của tất cả mọi người. Cảnh tượng này lập tức khiến cho người trong thương mang đạo cung biến sắc. Không đợi cho bọn họ kịp phản ứng lại thì đột nhiên lại có một thanh âm già nua như nương theo cơn gió đến từ xa, lướt qua khu vực thương mang đạo cung. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm này truyền khắp thương mang đạo cung, rơi vào bên trong tai của Phùng Thu Nhiên đang chấn động, khiến thân thể cô run lên dữ dội. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí ngay cả tâm thái cũng gần như sụp đổ. Cô nghẹn ngào kêu to: Phụ thân! Đối với Phùng Thu Nhiên thì thanh âm này vô cùng quen thuộc. Đó chính là cha của cô, cũng là một vị trưởng lão của thương mang đạo cung, đã chết trận trong trận chiến ngăn cản Tông Vị Ương khi cổ kiếm đồng xanh đang trên đường di chuyển. Sư bá! Diệt Liệt Tử cũng nhận ra thanh âm này. Lúc này tâm thần của ông ta cũng lay động, chợt quay phát nhìn sang Phùng Thu Nhiên. Cả hai người đều nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin trong mắt nhau. Hô hấp của Phùng Thu Nhiên trở nên dồn dập hơn, thân thể lập tức lao thẳng về phía âm thanh phát ra. Phùng trưởng lão, đợi đã! Mặc dù Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên đối lập nhau, nhưng ông ta vẫn một lòng trung thành cùng với thương mang đạo cung. Này thấy Phùng Thu Nhiên nóng bội mà vất lý trí như vậy, ông ta lại không thể ngăn cản nên đành cắn răng đuổi theo. Dù Nhiên đạo nhân cũng nghiêm mặt xuất hiện, nối gót hai người kia bay đi, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng bay về phía phát ra thanh ngầm. Bảo Nhạc biến sắc, Hứa tông chủ, đại thụ và những tu sĩ xung quanh đạo cung lẫn liên bang khác đều giống nhau, tất cả đều ý thức được có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Cùng lúc đó, ở nơi giao nhau giữa khu vực thân kiếm và chuôi kiếm, theo tiếng ngầm bầm vang lên trong bức tường ngăn cản, chiến hạm khổng lồ cũng xông thẳng ra. Theo nửa thân chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở trong khu vực thần kiếm thì bức tường ngăn cản này cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Mặc dù nó không lập tức vỡ nát, nhưng tiếng răng rắc vẫn vang lên liên hồi, không bao lâu sau sẽ bị phá hủy. Nhưng sau đó nó lại dừng xông tới, mà dừng lại ngay ở giữa bức tường này, giữ nguyên vị trí nửa trong nửa ngoài. Chỉ có từng tiếng rên rỉ già nua yếu ớt liên tục vọng ra từ bên trong chiến hạm. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng cầu cứu này vang vọng khắp nơi, đường theo từng cơn gió lốc do chiến hạm tạo thành khi phá vỡ bức tường ngăn cản mà lan ra khắp khu vực chuôi kiếm. Hết chương 631. Chư vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Thầy hạ xin cảm tạ.